chú ý xem, người phụ nữ này đang ở trong tù cởi bộ tóc giả ra. Sau đó thuận lợi thay đổi quần áo gọn gàng, cô lấy ra chiếc cặp tóc, mở cửa nhà tù một cách khéo léo. Sau đó lại chỉnh sửa hướng máy camera, thân thủ thật là khéo léo. Rõ ràng là được đào tạo bài bản, cô tiếp tục hành động, nhẹ nhàng đi lại trong căn phòng. Cô đến phòng công tắc điện để mở hộp điện, lại rót một cốc nước rồi đặt nó lên trên. Sau đó lấy cái muỗng để bắt đầu tính thời gian. Tiếp đó cô lại leo qua lối thông gió, nằm trên sàn bò về phía trước đến cái chỗ quạt quay. Cô bắt đầu đếm số. 2. 1. Lúc này giọt nước cuối cùng rơi xuống. Chiếc thìa rơi xuống khiến cho điện bị hỏng hết. Đáng ghét thật, lại hỏng rồi. Sau đó cánh quạt ngừng lại, cô lách qua một cách dễ dàng, đến nhà vệ sinh nam, đánh ngất cai ngục tù. Anh ta còn chưa kịp quay lại thì đã bị ăn ngay tước trưởng chân của cô, rồi ngất ngay tại chỗ. Qua sự giám sát, cô kiểm tra các phòng giam khác. Cô lấy súng của cai ngục và rồi lên đạn, mở cửa phòng giam. Tên kia nhìn thấy cô thì sững sờ. Cô là ai? Ông không cần phải biết. Không ngờ cô ấy bắn hai phát vào người ông ta khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Hóa ra người phụ nữ này tên là Anna. 15 năm trước, bố mẹ cô bị xã hội đen giết chết. May mắn cô ấy đã thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng. Một mình cô ngồi xe đến Chicago. Sau mấy tuần cô đã gặp được người thân duy nhất của mình, mà chú cô cũng là một thủ lĩnh băng đảng xã hội đen. Anh hỏi cô bé sau này muốn làm gì, cô dứt khoát trả lời, sát thủ. 15 năm sau, Anna trở thành một sát thủ hàng đầu như cô mong muốn. Cô luôn khao khát được trả thù, nhưng bây giờ cô vẫn chưa tìm ra tung tích của kẻ thù. Hôm nay, cô lái xe đâm vào xe của cảnh sát. Cảnh sát rất tức giận, cô loạng choạng bước xuống xe, cảnh sát liền bắt cô đưa về trụ sở. Sau khi đến sở cảnh sát, cô đã giả vờ phát điên. Họ nhìn thấy cô thì chỉ có thể tống cô vào tù. Không ngờ rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Anna. Bởi vì trong nhà tù mới bắt ra một kẻ phạm tội, hắn chính là mục tiêu tối nay của cô. Cảnh sát nghe thấy tiếng súng liền chạy đến, nhưng trong phòng chỉ còn lại một cảnh sát. Cảnh sát chỉ đành bắt giữ anh ta lại. Mà lúc này Anna đã sớm thành công quay lại phòng giam của mình, vội vàng thay đồ. Khi cảnh sát đến khám xét, chỉ nhìn thấy cô say xỉn nằm trên giường. Nhưng vết súng trên cơ thể của tên tội phạm vẫn khiến cho cảnh sát nghi ngờ một người đàn ông bị giết trong nhà tù. Đây đã là vụ án phát sinh thứ 22 trong 4 năm qua, cùng một hình thức ra tay. Cảnh sát nhìn vào hình xăm trên cơ thể của tội phạm. Cảnh sát đã dự định đưa nó lên đầu tin tức mức. Trên toàn thế giới chỉ có một nơi có loại hoa này. Người đàn ông này sau khi đọc báo thì nói với đàn em, ông khẳng định là cô bé gái năm đó đã làm. Ông lập tức cho người đi giết chết cô gái này. Hóa ra loại hoa này chính là ở quê hương của Anna. Cô làm điều này để báo động đến cảnh sát và truyền thông. Sau đó thuận lợi tìm được kẻ thù năm đó. Chú đọc được tờ báo đã cảnh báo cô chuyện này rất nguy hiểm để cô ấy dừng tay lại. Những mong muốn cả đời cô là trả thù. Cô ấy không muốn bỏ cuộc. Không ai có thể thay đổi được. Sau đó, Anna nhận được nhiệm vụ, mục tiêu lần này là tên mập này. Ngôi nhà của ông ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt, còn nuôi cá để làm vật nuôi. Bằng cách này ông ta có thể yên tâm trải qua từng ngày. Hôm nay ông ta lại thích thú trên giường. Không ngờ Anna bước vào, ông béo bất ngờ bật dậy. Nhìn thấy những người đàn ông chết trên mặt đất, anh ta cảnh giác nhặt hai khẩu súng và đi về phía trước, thì phát hiện trên mặt hồ nước có một bông hoa. Thơm không? Anna lộ diện, tên béo điên cuồng bắn về phía cô, nhưng phát hiện súng không có đạn. Chỉ thấy Anna bắn một phát súng vào chân, khiến ông ta ngã xuống hồ nước. Sau đó bị chính cá mình nuôi giết chết. Anna nâng bông hoa lên rồi lại ném xuống. Sau khi biết chuyện, người chú vô cùng tức giận, ông đưa cho cô một tờ báo, rồi nói với cô đã có 8 người bị sát hại, mà trong số đó có một người bạn của mình, xã hội đen rất nhanh sẽ tìm đến bọn họ. Người chú nói với Anna, ông ấy hy vọng cô có một cuộc sống bình yên. Nói xong thì đưa cho cô một tấm ảnh rồi liền xoay người rời đi. Anna mở bức ảnh ra, phát hiện là tấm ảnh gia đình lúc nhỏ của mình. Cô không kiềm chế được mà khóc. Cô không muốn mất gia đình nữa, vì vậy cô đã quay lại nhà của chú. Tuy nhiên bạn trai của cô ấy đã trộm ảnh của cô ấy đưa cho bạn mình xem. Người bạn đã bí mật gửi ảnh cho chị dâu anh ta, muốn cô ấy nhanh chóng giúp mình điều tra về Anna. Hệ thống cảnh sát lập tức cho thấy toàn bộ thông tin của Anna. Cảnh sát lập tức khóa địa chỉ của Anna lại. Mà lúc này Anna không biết gì vẫn đang nói chuyện với bạn trai qua điện thoại. Đột nhiên bạn trai nói với cô, anh ấy đã chụp ảnh của cô. Anna lập tức cảnh giác vội vàng bước đến nhìn màn hình giám sát. Cô phát hiện một đội cảnh sát đang đến đây. Chú ý xem, người phụ này đang cầm một khẩu súng chạy trên hành lang. Và cảnh sát cũng được trang bị đầy đủ nhanh chóng lên lầu. Lúc này bọn họ đã lên tới tầng 5. Người phụ nữ nhanh chóng đến cửa của tầng 6. Cô mở cửa vào một căn phòng khác, có một người đàn ông đang nằm trên sofa. Sau đó đến nhà vệ sinh, cô mở trần nhà và lấy súng ra rồi gắn quả bom lên tường. Bên này, cảnh sát cũng chuẩn bị một quả bom rồi lao vào bên trong nhà của Anna. Cô lặng lẽ chờ thời điểm bom nổ. Sau đó bên trong nhà phát ra âm thanh. Anna cũng nhân cơ hội đó bấm nút.
hai quả bom nổ trộn lẫn vào nhau. Cảnh sát không biết rằng Anna đã lợi dụng lỗ hổng mà ra ngoài rồi chạy thoát từ dây cáp thang máy. Cô quay trở về nhà của người chú. Không ngờ rằng khi cô đến nơi thì chỉ nhìn thấy xác của người bà và chú. Cô ấy tuyệt vọng và quyết định sẽ báo thù. Vì vậy cô đã tìm thẳng đến cơ quan tình báo. Người lãnh đạo bị uy hiếp đến kinh sợ, sau đó lập tức tìm ra địa chỉ của lão lộ biết rằng Anna sắp ra tay tự sát. Lão lộ nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ bố trí phòng thủ. Hóa ra lão lộ cùng với cơ quan tình báo sớm đã thông đồng với nhau. Vì vậy bao nhiêu năm nay không bao giờ bị tìm được. Anna mang theo súng chuẩn bị xuất phát thì phát hiện trong lồng sắt chỉ còn có hai con chó hung ác. Bên này, lão lộ đang nhàn nhã uống rượu vang đỏ, đột nhiên vang lên âm thanh. Chạy nhanh. Một tên lửa bay đến làm nổ tung cái hội trường. Lão lộ chỉ đành để thuộc hạ hộ tống đi con đường cũ, lên xe bỏ chạy. Lúc này Anna cũng lái xe đâm thẳng vào rồi giết chết từng người trong xe. Thuộc hạ ném quả lựu đạn khiến cho mặt đất nổ tung. Sau đó một tên khác điên cuồng nổ súng vào bên trong. Bọn họ nghĩ rằng Anna đã bị giết chết. Không ngờ rằng cô ấy xuất hiện ở trên tầng 2, hai tay cầm hai khẩu súng điên cuồng bắn vào bọn họ. Cả đám xung quanh chết hết chỉ còn lại tên đầu đàn. Anna tìm đến hắn bắt đầu chiến đấu với hắn. Cuối cùng cô dí nòng súng vào cổ họng của hắn muốn giết hắn ngay tại chỗ. Lão lộ lái ô tô để trốn khỏi dinh thự. Nhưng điện thoại trong xe đột nhiên vang lên. Hóa ra là An gọi đến. Ông ta nói với cô sẽ không bao giờ tìm được mình. Không ngờ chỉ một giây sau thì phát hiện có hai con chó hung ác đang ngồi ở trên xe ô tô. 15 năm máu mủ cuối cùng cô cũng đã được đền đáp. Nhưng đến bây giờ Anna chỉ còn lại một mình. Cuối cùng cô gọi đến cho bạn trai nói lời tạm biệt cuối cùng với anh, đeo kính râm rồi liền rời khỏi đây. Đồng thời cũng mang đi một tình yêu kiên cường nhất thế giới. Đến cuối bộ phim, nội dung mang đến vô cùng đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.